Du Dân xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Dân. Thì hôm nay Du Dân cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Dân xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Dân qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Dân. Một lần nữa Du Dân thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính thưa bạn. Thì hôm nay Du Dân cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Dân qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Dân xin giới thiệu với tất cả các bạn, Du Dân đang đứng trong khu vực công viên mà các bạn nhìn thấy xa xa ở bên kia, trong cái khung cảnh rất là đặc biệt. Như thời điểm này thì ít có người đến ở đây vì đầu tuần các em học sinh vẫn còn đang đi học. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Dân. Cho Du Dân xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ, mà trong hai ngày nay, kính thưa bạn, hãy nói Nga thiệt hại nặng nề từ ở đảo Khima lẫn cả tỉnh Bengur cũng như những khu vực khác. Hiện tại mà Nga nói rằng là đã bị thiệt hại nặng nề, thì đầu tiên lực lượng quân đội Ukraine hôm nay đã công bố qua đoạn video mà những gì lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được thành công trong 24 giờ ở tại tỉnh Bengur. Lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích bằng hỏa tiễn AMX, kính thưa bạn, một trong loại hỏa tiễn ác tắc đã chọc thủng ngay bộ chỉ huy cấp trung đoàn của Nga cách biên giới giữa Ukraine và Bengur 30 cây số. Thì theo tin tức mà lực lượng quân đội Ukraine đã tung đoạn video cho thấy là những trái hỏa tiễn ác tắc AMX cũng như luôn cả máy bay không người lái lũi thẳng vào ngay cái cơ sở bộ chỉ huy của Nga, nhà bị sập và thiệt hại nặng nề. Thì còn số lại là vấn đề thiệt mạng ở căn nhà này cũng như bộ chỉ huy này ra sao, Nga không có công bố cũng như không chưa biết về tin tức chi tiết đó. Nhưng theo thị trưởng của Bengur, ông cho biết, ông nói tình hình hiện tại vào ngày hôm qua thì lực lượng của Ukraine đã tập kích sâu ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga và bị lực lượng phòng không bắn hạ, nhiều tiếng nổ gian khắp cả Bengur. Đó là theo lời của thị trưởng của tỉnh Bengur đã công bố về tình hình chiến sự và cho rằng đã có nhiều người bị thương. Kính thưa bạn, phía Nga đã công bố như vậy. Riêng về lực lượng quân đội Ukraine thì phải nói là quân của Nga đang tán loạn ở tại Volchan, mà lực lượng quân đội Ukraine sử dụng bằng hỏa tiễn HIMARS, đặc biệt nhất là một trong loại đạn ác tắc AMX đã phá hủy nhiều căn cứ quân sự mục tiêu của Nga khi quân của Nga đã bị bao vây ở ngoài ô bên ngoài của quận Volchan cũng như Sumy và Volchan. Nga đang tán loạn và tìm cách để tháo chạy, mở đường máu rời khỏi trận địa này. Lực lượng quân đội Ukraine cho biết, nếu chúng tôi nhờ vào hỏa tiễn ác tắc AMX để ngăn chặn Nga những cuộc tấn công của Nga một cách khốc liệt chưa từng có ở tại Volchan cũng như Sumy và những khu vực khác thời gian vừa qua và cho đến hôm nay. Thì bây giờ quân đội của Nga theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine ở Volchan cho biết là Nga đã rút quân một số nhiều khu vực mà lực lượng quân đội Ukraine hiện đang tái chiếm ở những khu vực này. Đó là tin tức về tình hình ở miền Bắc của Ukraine thuộc tỉnh Kharkov. Còn lại tình hình vấn đề ở miền Nam và miền Đông của Ukraine như sau. Nói về tình hình miền Đông, Nga bắt đầu mở đợt tấn công một cách quyết tử chưa từng có ở tại Chasovia cũng như khu vực của miền Bắc Andriyanka. Là lực lượng quân đội Ukraine, theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông cho biết, ông cũng trả lời trên báo chí của hãng thông tấn Telegram. Ông nói rằng dù rằng tình hình của Nga đang tấn công quyết tử với chúng tôi, có thể là từ đây cho đến tháng 7, thời gian một tháng này chúng tôi cố gắng chịu đựng, nhưng tất cả các tuyến phòng thủ của chúng tôi đã đạt được thành công và ngăn chặn Nga đạt được mục tiêu và đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Quân của Nga thiệt hại ở tại Syria rất là thiệt hại nặng nề. Còn lại tình hình ở miền Bắc của Andriyanka, từ Kupiansk, Govortine, Volida, tất cả những khu vực này Nga thiệt hại trong 24 giờ
con số vô số kể mà lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công đó, và Nga không thể tiến sâu thêm được những vị trí. Hiện tại lực lượng quân đội Ukraine cũng tái chiếm thêm ở cái mức độ là chậm chạp, từ 300 tới 400 mét mỗi ngày. Ở trước tình hình sự căng thẳng này, quân của Nga đang dồn dập lực lượng để tiếp tục tấn công vào thành trì huyết mạch Chasivya. Theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông cho biết, ông nói hiện nay chúng tôi vẫn gặp khó khăn rất nhiều ở trước tình cảnh này, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng là chúng tôi có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga thời gian sắp tới. Đó là thời gian mà Nga tấn công kéo dài có thể trong một tháng sắp tới đây. Đó là theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông Syrky, ông lên tiếng. Và tình hình hiện tại từ ở Chasivya cũng như luôn cả Kupiansk, Govortyne và cộng thêm là giới Vuhleda, thì hiện nay là Nga đang ở trên đà, nghĩa là tấn công bằng mọi cách mọi giá để đạt được thành công là chọc thủng các tuyến phòng thủ của lực lượng quân đội Ukraine. Nhưng lực lượng quân đội Ukraine cũng gồng mình đã đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Nga sử dụng đến bom 3.000 tấn xin thưa bạn, là nghĩa là 3.000 tấn, nghĩa là bom mổ một trái, nặng sức nặng của nó, sức công phá của nó rất là đáng sợ. Theo như lời tham mưu trưởng Ukraine, ông cho biết rằng là một trong loại bom này rất nguy hại, nhưng nó là loại bom ngu, không phải là bom thông minh. Vì vậy là nhắm vào mục tiêu, tức là nhà dân, cơ sở và tất cả các thành phố để phá hủy, làm thổ tiêu của các thành phố này. Những gì mà Nga đã tấn công hôm nay, đó là tin tức về ở tại Chasivya cũng như thuộc Vuhleda và những khu vực những trận chiến đang quyết tử ngày hôm nay. Thì giữa hai bên, những cuộc đụng độ này chưa có kết quả, cũng như cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn, chưa thông báo là sự thiệt hại của Nga bao nhiêu với những tin tức chi tiết đó. Còn lại tình hình miền Nam ở Kherson thì Nga nghĩa là vẫn tiếp tục pháo kích và tấn công nhiều mục tiêu mà lực lượng quân đội Ukraine trong ngày hôm qua đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, đặc biệt nhất là với hệ thống radar của Nga ở tỉnh Kherson và nhiều khu vực khác. Nga bắt đầu đang chuẩn bị lo sợ rằng lực lượng quân đội Ukraine sẽ chọc thủng tuyến phòng thủ ở tại Kherson và họ đang chuẩn bị phá cầu. Nhiều chi tiết mà lực lượng quân đội Ukraine đã thông báo cho biết. Riêng về tình hình ở đảo Khima thì kính thưa bạn, nói đến đảo Khima, như vô danh có thưa cùng với tất cả các bạn ở video vừa qua, thì Nga đã thiệt hại ở tại đảo Khima con số rất nặng nề. Nói đến hỏa tiễn của Ukraine đã tập kích vào ở đảo Khima từ máy bay không người lái và lẫn cả hỏa tiễn ATAC-MS tấn công ngay vào sân bay của Nga, đó là sân bay Felicitpol. Hiện tại thì phía Nga đang tố cáo ngược lại lực lượng của quân đội Ukraine sử dụng hỏa tiễn ATAC của Hoa Kỳ hỗ trợ tấn công vào dân thường ở khu vực này mà vào ngày lễ của đất nước Nga và người dân của Nga nghỉ dưỡng. Kính thưa bạn, thì theo tin tức từ Nga đã thông báo cho biết là có 6 người đã tử vong và 124 người đã bị thương, trong đó có 4 năm trẻ em. Thì tất cả những người này là đều là những người dân Nga và họ đi đến để nghỉ hè vào một ngày nắng ấm, kính thưa bạn. Nhưng Nga thì cho biết điều đó là khi những cái hỏa tiễn của Ukraine tập kích thì bị phòng không S-500 của Nga bắn hạ và nổ trên không. Vì vậy, những quả đạn chùm rơi xuống đã làm cho người dân của Nga bị thương và ca tử vong. Nhưng bãi biển này là sát lại dưới căn cứ không quân của Nga và từ hệ thống phòng không. Như vậy là sự kết quả qua đoạn video mà Nga đã tung tin, thì chúng ta nhìn thấy là giữa thời điểm là những các hỏa tiễn ATAC-MS đã nổ ở trên không, những người dân này bị thương. Những chi tiết đó thì Nga đang lên án Hoa Kỳ và Ukraine đã tấn công vào người dân của Nga, kính thưa bạn. Nhưng mà Nga thì tấn công vào và Ukraine của chúng ta hãy nói là vô số kể và không thể nào diễn tả hết được. Nhưng Nga không nhìn nhận điều đó. Nga nói là vũ khí của Nga bắn trúng ngay mục tiêu và trúng trung tâm. Vì Nga
bắn những trái hỏa tiễn S-500 đánh chặn này trúng hỏa tiễn ATAC-MS nổ làm cho người dân của Nga bị thương. Giữa bãi biển và căn cứ không quân của Nga, đó là ở phi trường Sevastopol, cách nhau chưa đầy 500 mét. Vì vậy là tất cả nơi đây đều là thuộc sĩ quan của Nga và con cháu của Nga, trong đó có một trong cụ thị trưởng của đảo Kima mà chính họ đã mở đường cho Nga xâm lăng vào đảo Kima. Vì vậy là con gái của họ bị thương, vân vân. Nhiều chi tiết mà các báo chí đã bình luận về tình hình chiến sự trong 24 giờ ngày hôm nay. Riêng về Tổng thống Zelensky thì hôm nay ông đã lên tiếng. Ông nói vấn đề tình hình đất nước của Ukraine và cuộc chiến mà Nga đang chuẩn bị tấn công vào mùa hè năm nay. Bây giờ thì đã đang tấn công ở tại Chasovia thuộc miền đông. Nga gom lực lượng tập trung về để tấn công. Thì Tổng thống Zelensky ông cho biết ông đang làm việc với những đối tác là đồng minh của Hoa Kỳ từ các quốc gia ở châu Âu, hỗ trợ hệ thống lá chắn Patriot, NASAM, Aegis và nhiều hệ thống lá chắn khác. Hiện tại thì Tổng thống Zelensky ông cho biết nếu chúng tôi đang làm việc với các đối tác, lên tới 7 đối tác cung cấp hệ thống vũ khí cho chúng tôi, tất cả đã có sẵn sàng. Vì vậy cuộc chiến này chúng tôi phải chiến thắng, nói đến nhờ vào vũ khí ở phòng không, và chúng tôi đang bảo vệ luôn cả một bầu trời của Ukraine, luôn cả lãnh thổ đất nước của Nga, và chúng tôi có thể tiêu diệt tất cả các máy bay chiến đấu của Nga, luôn cả bom lượng. Với kế hoạch của Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra, thì đầu tiên ông cảm ơn đến là Liên minh NATO với các thành viên đã hỗ trợ ủng hộ về hệ thống lá chắn lên tới 7 hệ thống, và còn lại là Cộng hòa Czech. Kính thưa bạn, thì hôm nay cũng đã thông báo là số đạn mà Ukraine đã mua cho Cộng hòa Czech đã mua cho Ukraine lên tới là 1 triệu viên đạn hôm nay đã đến tay Ukraine. Thì số đạn này đến bao lâu chúng ta không biết, cũng như có đến hay không, nhưng điều mà Cộng hòa Czech đã công bố điều này thì đây cũng là một tin vui cho Ukraine đã kịp thời có vũ khí để chuẩn bị cho một đợt phản công sắp tới. Mà các bạn biết, nếu Ukraine muốn phản công để giành lại lãnh thổ của mình, giành lại những tỉnh lỵ mà Nga đang tái chiếm, ở Nga đang chiếm lấy của Ukraine ngày hôm nay, thì ít nhất Ukraine phải bắn gấp 3 lần của Nga. Nga bắn một lần, Ukraine phải bắn tới gấp 3 lần. Vì vậy là vũ khí hiện tại Ukraine đang cần thiết, và cuộc phản công của Ukraine có thể bước vào tháng 7 sau khi cuộc họp thượng đỉnh ở NATO mà Hoa Kỳ tổ chức kỷ niệm 75 năm. Thì vào thời điểm đó là thời điểm Ukraine có thể là phản công, hoặc là sau cái thời điểm đó dân dân. Vì vậy tình hình hiện tại chúng ta chưa xác định được là quân đội của Ukraine sẽ phản công vào thời điểm nào, nhưng tình hình hiện nay thì Nga đang phản công rất quyết, rất rút về tình hình ở miền đông. Miền đông Nga muốn chiếm lấy cho bằng được ở khu vực Donetsk, đó là quân lý của Chasovia cũng như tất cả các khu vực khác. Thì các bạn thấy nói Nga đã tấn công liên tục vào thời điểm mà lực lượng quân đội Ukraine không có vũ khí, bị ngừng viện trợ và cung cấp, thì Nga tiếp tục tấn công dồn dập, nhưng Nga không chiếm được bao nhiêu với những khu vực mà không đáng kể, từ những ngôi làng cũng như luôn cả những khu định cư của người dân ở con số nhỏ. Hiện tại thì theo tin tức từ Tổng thống Zelensky, ông đã loan tin cho biết là hiện nay Nga chiếm phần lãnh thổ của đất nước Ukraine lên tới 12% và quân đội của Ukraine phải giành lại thời gian đó, theo những gì từ lời của ông đã tuyên bố. Một trong nhân chức đặc biệt về cục trưởng cục an ninh tình báo của Ukraine, ông cũng đã thông báo và ông cho biết, ông nói cái giải pháp ngày hôm nay của Ukraine không phải là giải pháp ngồi lại đàm phán để chấm dứt một cuộc chiến tranh này. Cuộc chiến tranh này không có hòa bình, mà cuộc chiến tranh này phải đi đến là lực lượng quân đội Ukraine phải giành lại toàn lãnh thổ của đất nước Ukraine từ 4 tỉnh lỵ mà Nga chiếm lấy, luôn cả đảo Kima. Đó là cái thời điểm mà chúng tôi tái chiếm
hoàn tất để đi đến hòa bình cho thế giới, hòa bình cho cả đất nước Ukraine. Vì Putin không muốn chấm dứt chiến tranh, mà Putin muốn tiếp tục chiến tranh nhiều hơn nữa để gây thiệt hại cho người dân của Ukraine, cũng như luôn cả tàn phá trên lãnh thổ đất nước Ukraine. Vì vậy cuộc chiến này muốn có hòa bình là Ukraine phải tái chiếm toàn diện lãnh thổ đất nước Ukraine thì mới có hòa bình. Đó là những gì từ Ukraine đã công bố với tình hình mới nhất trong 24 giờ. Thì kính thưa bạn, nói trong thời gian qua và cho đến nay, kể từ khi Hoa Kỳ hỗ trợ hòa tiễn ATACMS cho Ukraine, thì Ukraine đã đạt được thành công. Mà quân của Nga, phải nói là những khu vực nào Nga chiếm lấy thì phải nói hoảng sợ và tháo chạy. Bằng chứng cụ thể là ở tại quận Volchan, Sumy ngày hôm nay, mới như gì Nga sẽ hứng chịu một cảnh đau thương và tàn ác nhất mà Nga đã xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Đó là tin tức chi tiết về ở Ukraine trong 24 giờ. Phía Nga hôm nay đã tố cáo đến Hoa Kỳ, đặc biệt nhất là với lời của Jimmy Medvedev, mà các bạn đã biết nó một trong con chó điên. Một khi nó sủa rồi phải nói đáng sợ, nó sủa những câu mà phải nói là dùng cái từ là dùi đục chấm nước mắm, ở nhà là nó văng tùm lum và nó hôi thối vô cùng, chưa từng nói, chưa từng thấy tới nói việc mà Jimmy Medvedev hôm nay đang tố cáo nó là tội ác của Hoa Kỳ và hỗ trợ hòa tiễn ATACMS để tấn công vào đảo Crimea, vào dân thường của người dân Nga. Tất cả nơi đây không có dân thường, vì dân thường vừa không có tiền để đi hứng mát, đi nghỉ dưỡng, và cũng như không có tiền để đi đến đảo Crimea giữa lúc thời chiến tranh này, qua nhiều trạm kiểm soát cũng như nhiều khu vực. Nhưng tất cả ở nơi đây đều là cấp sĩ quan của Nga đã chết và bị thương. Nga hốt hoảng đang tố cáo ngược lại lực lượng quân đội Ukraine là đã tấn công vào sâu ở bên trong đảo Crimea thuộc lãnh thổ đất nước của Nga. Thì Tổng thống Zelensky, ông nói gì đáp lời với Jimmy Medvedev? Ông nói đảo Crimea là mục tiêu của chúng tôi tấn công. Vì vậy với lời hù dọa của Nga đáp trả lời chúng tôi, điều đó là vô dụng, và chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi vẫn là tấn công vào đảo Crimea. Lời của Jimmy Medvedev đe dọa rằng sẽ đáp trả một cách ác liệt chưa từng có, và tội ác đó là do Mỹ và Ukraine đã gây ra tội ác giết dân thường ở đảo Crimea, mà không biết hàng nào giết nhiều hơn hàng nào từ đầu cuộc chiến cho đến nay. Thì Nga đã giết dân thường của Ukraine lên tới mấy chục ngàn người. Đâu có nghe Putin nói, Jimmy Medvedev nói, ông Merkel nói, hay là luôn cả Lagos nói, mà là Lagos cho rằng đó là những kẻ khủng bố, những kẻ cần phải giết, phản bội lợi đất nước Nga. Có ai phản bội ai đâu, Nga tự động xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Thì lực lượng quân đội Ukraine là tự vệ để đáp trả lại Nga. Thì Nga tố cáo nhiều mặt với lời lẽ của Jimmy Medvedev, cho rằng là Nga sẽ trả đũa sắp tới. Thì ngay bây giờ, kính thưa bạn, vào ngày hôm qua, như các bạn đã biết, là rạng sáng ngày hôm qua thì bắt đầu Nga đã tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine lên tới là hàng chục mục tiêu, và ở những tỉnh lỵ giáp ở khu vực Zaporizhia và những khu vực khác, làm cho 7-8 người ở nhà tử vong và hàng chục người đã bị thương. Thì Nga không có nói điều đó, Nga không có nói là Nga bắn vào dân. Tất cả các tên lửa của Nga đã chọc thủng và bắn vào nhà cửa của dân, những cơ sở hạ tầng, điện lực. Trước tình cảnh này, Ukraine đáp trả lại đó là còn nhẹ nhàng hơn theo những gì mà các báo chí bình luận chia sẻ về phần của Nga trong 24 giờ ngày hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới, như vậy là Nga sẽ đáp trả lại Ukraine như sao và với những gì. Điều đặc biệt thêm là với lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông Shiki, ông cho biết, ông nói mục tiêu hôm nay của chúng tôi không phải bao nhiêu đó, mà chúng tôi sẽ bắn trúng ngay những mục tiêu bộ chỉ huy của Nga, từ tên lửa S-500, S-400, S-300 và căn cứ hậu cần của Nga, những kho đạn và nhiên liệu,
chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa. Với lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông Zyky, ông đã loan báo. Vì vậy, tình hình hiện nay là bước vào cái giai đoạn, hãy nói là cực nóng, và mùa hè năm nay là giữa mùa hè nóng ôi bức, cũng là một cuộc chiến tranh ôi bức diễn ra ở Ukraine vào cuối năm của năm 2024 này. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới, khi lực lượng quân đội Ukraine phản công và giành lại lãnh thổ của mình, các 4 tỉnh lỵ mà Nga đang tái chiếm ngày hôm nay, sẽ đạt được mục tiêu nào và Nga sẽ cạn kiệt ra sao trước tình cảnh đang căng thẳng đó. Đó là tin tức đặc biệt về Nga trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại châu Âu. Nói đến tin tức châu Âu hiện nay thì bắt đầu đã đặt viên đá đầu tiên với Bộ Tư lệnh Không quân lớn nhất ở khu vực châu Âu, lên tới 10.000 quân. Và ở Romania thì cái diện tích, kính thưa bạn, là một cái diện tích khổng lồ, lên tới 30 cây số vuông, là một trong con số khổng lồ với căn cứ không quân này. Hiện tại là ngày hôm nay bắt đầu đã xây dựng, và theo ước tính thì từ đây cho đến năm 2025 căn cứ này sẽ hoàn tất. Nhưng hiện tại đã có máy bay đồn trú từ F-18 ở trên dưới 6 chiếc, và còn lại máy bay không người lái, một trong các loại máy bay MQ-9 của Hoa Kỳ. Giữa lúc mà quân đội của lực lượng Liên minh NATO đang tiếp tục mở cuộc tập trận ở nhiều nơi, nhiều khu vực, từ Phần Lan cho đến Na Uy, cũng như luôn cả Romania, và đặc biệt nhất là ở trong Ba Lan cũng đang rầm rộ mở cuộc tập trận ngăn chặn nếu như Belarus tấn công bất tử. Tình hình ở tại châu Âu càng lúc những cuộc tập trận càng nhiều, làm cho Nga phải nói điên đảo ở trước tình cảnh này, mà khi Hiệp hội châu Âu đang tính đến một bước kế tiếp nếu như Nga tấn công. Nhiều tình tiết về tình hình ở châu Âu đang diễn ra ngày hôm nay mà các nguyên thủ quốc gia cho rằng là chúng ta không có giải pháp nào để ngừng lại, mà cái giải pháp của chúng ta phải tự vệ và bảo vệ Liên minh NATO bằng mọi cách mọi giá, không để cho Nga tấn công. Nói đến vấn đề F-16 hiện nay, kính thưa bạn, thì bao giờ đến Ukraine? Hiện tại thì chưa có tin tức đặc biệt nào, nhưng tất cả những quốc gia đã hỗ trợ máy bay F-16 cho Ukraine, từ Hà Lan, Đan Mạch và Bỉ, đã chu toàn. Như vậy còn chờ đợi đó là hệ thống lá chắn để bảo vệ các sân bay và không để cho tên lửa của Nga tấn công. Đó là cái giải pháp mà tất cả máy bay F-16 Liên minh NATO hỗ trợ cho Ukraine đồn trú ở Ukraine. Tương lai sắp tới cũng là thời điểm mà Ukraine sẽ bắt đầu phản công. Điều này có đúng như vậy không thì chúng ta không biết, nhưng là hiện nay với tất cả các quốc gia đã đồng loạt lên tiếng điều đó, và luôn cả hệ thống vũ khí đạn dược của Hoa Kỳ sẽ cùng lúc đến cho Ukraine để Ukraine kịp thời phản công trong thời gian sắp tới đây. Đó là chi tiết về tình hình ở tại châu Âu diễn ra trong 24 giờ mà các báo chí chia sẻ. Đặc biệt nhất là với tình báo Anh Quốc nhận định cho biết, nói tình hình hiện nay là Ukraine đang đạt được thắng lợi thành công từ những vũ khí của Hoa Kỳ, của Pháp và Anh Quốc đã hỗ trợ cho Ukraine. Ukraine đạt được mục tiêu thành công nhờ sự kết hợp với tình báo Anh Quốc và lực lượng Hoa Kỳ và nhiều quốc gia của Liên minh NATO hỗ trợ chỉ điểm với máy bay không người lái từ vệ tinh. Vì vậy, Nga mấy ngày qua đã thất bại nặng nề, dù rằng Nga không nêu ra chi tiết con số là bao nhiêu cũng như vị trí và sự thiệt hại, nhưng con số thiệt hại theo ước tính là có thể ở chỉ riêng về bộ sở chỉ huy của Nga ở tại Ben Gur có thể hàng trăm sĩ quan đã chết, còn lại là những thiết bị về hệ thống radar cũng như điện đài, và Nga bị thiệt hại nặng nề nhất trong 24 giờ qua. Thì chúng ta đang nhìn thấy, nói đến việc Nga đã tấn công tên lửa bằng tàu chiến của Nga ở vùng biển Azov, luôn cả Tu-95 và Tu-22 đồng loạt xuất kích, và cả máy bay không người lái. Nhưng tại sao Nga lại bắn hạ trực thăng K-29 của Nga, là một trong loại trực thăng săn ngầm ở trên tàu?
có phải là hệ thống liên lạc của Nga đã mất tất cả hoàn toàn kể từ khi máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga đã bị rơi? Thì bây giờ tương lai sắp tới là Ukraine bảo vệ được bầu trời nhờ có máy bay cảnh báo sớm do Thụy Điển cung cấp cho Ukraine, một trong hệ thống radar tối tân mà Thụy Điển đã nâng cấp, có thể nói là tương đương là với máy bay cảnh báo sớm của Pháp, Anh Quốc và lẫn cả Hoa Kỳ. Theo nhận định thì một chiếc một Ukraine cũng đã có đủ với máy bay cảnh báo sớm để bảo vệ cũng như mục tiêu tấn công vào lực lượng của Nga từ F-16. Đó là theo tin tức từ Anh Quốc đã nhận định và chia sẻ với trong 24 giờ ngày hôm nay. Thì những ngày sắp tới, kính thưa bạn, nói về ở châu Âu sẽ còn nhộn nhịp hơn và liên tục để họp về vấn đề quân sự cho Ukraine từ các quốc gia mà nằm ở trong tổ chức ủy ban liên kết hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, chẳng hạn như Hà Lan, Pháp, Đức và Thụy Điển. Với những quốc gia này đang sáng tác nhiều loại vũ khí tối tân, đặc biệt nhất là với Hàn Quốc, hôm nay đã công bố là chúng tôi có thể hỗ trợ cho Ukraine với loại pháo tự hành K9. Mà các bạn biết nói là pháo tự hành K9 Ukraine vẫn có, hiện đang sử dụng, từ Ba Lan đã hỗ trợ cho Ukraine. Thì con số không nói là bao nhiêu, nhưng theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết, nó pháo tự hành của Hàn Quốc rất là kết quả và đạt mục tiêu thành công, bắn qua định vị và chính xác 100%. Vì vậy, trước tình cảnh này, thì bây giờ tất cả các quốc gia đang đổ xô để sản xuất pháo tự hành, vì mục tiêu pháo tự hành dễ di chuyển hơn là pháo kéo cũng như những thiết bị khác. Đó là chi tiết về tình hình ở tại châu Âu trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở Trung Đông. Cục diện Trung Đông là đang ác liệt, chảo lửa đang bùng nổ, chuẩn bị sắp tới khắp nơi. Thì đầu tiên Vô Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn, theo lời của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông vừa công bố hôm nay, ông nói những ngày qua và hôm nay ở tại Rafah, trái tim của Palestine là chiến sự đang khốc liệt, một cuộc chiến mà lực lượng Do Thái và Hamas đã đụng độ ở nhau ở trên chiến trường, trên đường phố. Cuộc chiến này chúng tôi đang chuẩn bị kết thúc, và đối thủ của chúng tôi hiện tại đó là sắp tới là lực lượng của Hezbollah, và một cuộc chiến có thể là không bao giờ chấm dứt. Theo những gì từ lời của Thủ tướng Do Thái, ông đã cho biết, ông nói cuộc chiến ở tại Palestine với quân Hamas thì nó có thể kết thúc nhanh hơn, nhưng còn lại cuộc chiến ở biên giới giữa Do Thái và Liban thì khó có thể chấm dứt được những cảnh tượng mà hiện nay hai bên đang dàn trận và chuẩn bị cho một cuộc đụng độ lớn sắp tới. Do Thái không có cách nào giải quyết ngoài cái việc phải đổ bộ tấn công vào lực lượng quân đội của Hezbollah ở cặp biên giới và có thể tấn công sâu vào ở trong Liban. Mà những gì Hezbollah đang tấn công vào lực lượng Do Thái trong những ngày qua và cho đến hôm nay, tình hình hiện tại thì Hoa Kỳ rất lo lắng đến vấn đề này, đặc biệt nhất là tham mưu trưởng của Hoa Kỳ, ông cho biết, ông nói là hiện nay cuộc chiến ở tại Trung Đông có thể lan rộng trong vài ngày tới, và đặc biệt là Iran họ sẽ tham chiến. Tình hình hiện tại theo tình báo của Hoa Kỳ nhận định cho biết là Iran đã âm thầm vận chuyển vũ khí cũng như quân đội về ở Syria, vừa hỗ trợ cho Hezbollah và còn lại đó là để một cuộc tấn công vào ở biên giới giữa Syria và Do Thái, thì chiến sự sẽ lan rộng. Hiện nay mà theo tin tức từ Hoa Kỳ tình báo đã cho biết, thì với lời của Bộ trưởng Bộ phòng Do Thái, ông nhấn mạnh một điều, ông nói bất chấp trên mọi phương diện, chúng tôi bảo vệ lãnh thổ đất nước của Do Thái, bảo vệ người dân Do Thái. Hezbollah phải hứng chịu những cảnh tượng chưa từng có với những vũ khí mà sắp tới đây, nếu như Hezbollah tấn công vào chúng tôi
thì họ sẽ nếm những vũ khí mà chưa bao giờ nhìn thấy. Ây cha, cái loại vũ khí nào? Có phải là vũ khí hạt nhân? Theo lời của Bộ trưởng Bộ Phòng Do Thái, ông đã công bố. Vì vậy, trước tình cảnh này, Hoa Kỳ đang rất là lo lắng. Hiện nay, thì với sự đáp trả đó, Do Thái sẽ tấn công. Hiện tại mà Hoa Kỳ đang đặt ở trong tình trạng là căng thẳng, Hoa Kỳ phải chi viện thêm quân từ ở các căn cứ quân sự lẫn cả máy bay và tàu chiến, và hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ hiện đang có mặt ở vịnh Aden. Tình hình hiện tại này, kính thưa bạn, là hầu như nó đang đã có một sự sắp xếp, một sự sắp xếp đó để đi đến một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông trong vài ngày tới, theo những gì người ta đang nhận định ở trước tình cảnh này ở Trung Đông. Ở tại Do Thái thì người dân là bất đồng, nói đến vào ngày cuối tuần thì trên dưới khoảng 150.000 người đã xuống đường yêu cầu giải tán chính phủ. Ây da, kính thưa bạn, càng lúc càng nhiều. Với chính sách của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông đưa ra những chính sách rất là căng thẳng. Vì vậy, người dân nói rằng là bất đồng, lợi với ông kêu gọi là hãy tổ chức cuộc bầu cử trở lại, cũng như tìm cách để trao trả con tin. Thì nói đến vấn đề con tin hiện tại này, ngay bây giờ, thì theo lời của Thủ tướng Do Thái, ông cho biết, ông nói vì lực lượng của Hamas không muốn trao trả con tin, mà chính họ muốn chiến tranh, họ cố giữ tất cả những con tin còn sót lại. Chúng tôi phải giải cứu con tin. Cái giải pháp hiện nay là chúng tôi ưu tiên về nghĩa là giải cứu con tin. Nếu như Hamas trao trả con tin thì chúng ta sẽ có thời hạn để ngừng bắn. Như sau kết thúc đó là chúng tôi vẫn tiếp tục ở trên cái con đường mà chúng tôi tiêu diệt Hamas, loại trừ Hamas ra khỏi Palestine. Vì vậy là tình hình hiện tại Hamas không muốn trao trả con tin. Nhưng Hoa Kỳ thì khẳng định một điều rằng trên dưới còn hơn 50 con tin hiện đang bị giam giữ ở Rafah, miền nam của Gaza. Vì vậy tình hình chiến sự ở Trung Đông rất là phức tạp, cũng rất là nguy hiểm trong những ngày sắp tới. Như chúng ta đang thấy, nói đến về tin tức ở Trung Đông cũng như luôn cả Ukraine, thì Ukraine, cuộc chiến này nó đã cũ kỹ. Cuộc chiến này là không phải là cuộc chiến mới mẻ, mà là cuộc chiến ở tại Trung Đông là một cuộc chiến mới mẻ, một cuộc chiến phức tạp, có thể lan rộng cả Trung Đông trong vài ngày tới. Hiện nay thì theo tin tức từ Hoa Kỳ nhận định cho rằng, tham mưu trưởng của Hoa Kỳ, ông cho biết, ông nói giữa hai lực lượng đang trực hờ với nhau và đang dồn lực lượng với nhau ở biên giới để chuẩn bị một cuộc xung đột lan rộng sắp tới đây. Dấu hiệu là Do Thái cũng không nhường bước, mà luôn cả Hezbollah cũng không nhường bước. Vì vậy là tình cảnh của Liban sẽ rơi vào tình cảnh đổ nát giống như ở tại Palestine hiện tại ngày hôm nay. Đó là những gì mà từ Hoa Kỳ đã gửi một thông điệp cảnh báo. Thì kính thưa bạn, nói đến việc Hoa Kỳ, chưa gì hết thì lưỡng đảng đã tuyên bố là ủng hộ Do Thái và hỗ trợ vũ khí cho Do Thái. Cái giải pháp hiện nay là Do Thái không có đường lựa chọn. Nếu như không tấn công thì lực lượng Hezbollah sẽ tấn công, và cộng thêm với lực lượng của Houthi và dân quân ở Iraq cũng như luôn cả diễu binh cách mạng Iran ở Syria, họ có thể đồng loạt tấn công cùng lúc vào lực lượng quân đội Do Thái ở bất cứ giờ phút nào. Ở trước tình cảnh này, khi họ đã gom lực lượng và chuẩn bị kế hoạch đâu đó sẵn sàng, vì vậy tình hình chiến sự ở Trung Đông là Do Thái không có thể là không ngừng lại. Trên bờ vực thẳm chiến tranh này đang trực hờ nổ ra trong vài ngày tới. Hiện nay Hoa Kỳ phải báo động, báo động trong các cảnh tình của Hoa Kỳ, báo động từ Do Thái và lẫn cả tình hình Trung Đông. Liên Hợp Quốc đang kêu gọi kiềm chế giữa hai bên từ lực lượng của Hamas và cũng như luôn cả Hezbollah. Do Thái hãy ngừng ngay những cuộc tấn công này, cần phải dập tắt cuộc chiến, không để cho cuộc chiến lan rộng. Mà ổng nói thì một chuyện, nhưng mà còn lại với lực lượng về Hồi giáo của cái là giáo phái Sunni, kính thưa bạn, họ không bao giờ ngừng lại, mà họ sẽ còn gan là khốc liệt hơn trong những ngày sắp tới. Iran thì họ âm thầm nghĩa là viện trợ vũ khí, viện trợ nhân lực cho với những lực lượng
từ Houthi và lẫn cả Hezbollah cũng như giới binh cách mạng của Iran ở tại Iraq. Vì vậy là họ có thể là chuẩn bị đã hoàn tất. Họ mới tuyên bố là sẵn sàng tấn công vào Do Thái trong vài ngày tới. Cuộc chiến này có thể là tàn khốc hơn cuộc chiến ở Ukraine hơn 2 năm qua. Đó là những gì người ta đang nhận định về tình hình ở tại Trung Đông đang diễn ra trong 24 giờ. Hiện tại, như các bạn biết, từ Tổng thống Macron Pháp và Tổng thống Biden, hầu như cũng như không có kế hoạch nào dạng toàn để lệnh ngừng bắn ở tại Gaza để chấm dứt cuộc chiến tranh này. Mà cuộc chiến tranh này khó có thể chấm dứt vì bên cạnh đó còn có cả Nga, Trung Quốc, Iran và họ đang giật dây. Họ muốn cuộc chiến này sẽ lan rộng nhanh hơn và những gì khi họ đã tuyên bố. Tình hình hiện nay nói đến là Nga. Giải pháp của Nga hiện tại là Nga muốn làm cách nào để cho Iran là bắt tay cũng như ký kết liên minh là giữa Nga y hệt như Bắc Triều Tiên. Giải pháp đó là Iran đang chờ đợi mà luôn cả Nga cũng đang chờ đợi. Nhưng bao giờ họ ký đó là vấn đề tình tiết và đang rút mắt ngày hôm nay về ở tại Trung Đông. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại khu vực châu Á của chúng ta. Khu vực châu Á của chúng ta hiện tại ngay bây giờ mới là đang nổi cộm từ Philippines, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và lẫn cả Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì tiếp tục mở cuộc tập trận, một cuộc tập trận lớn nhất giữa lực lượng quân đội của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Và sắp tới đây cũng là một cuộc tập trận lớn nhất nữa, lên tới hơn 40 quốc gia tham dự, trong đó có NATO. Vì vậy, tình cảnh hiện tại này mà theo lời của Tổng thống Nam Hàn, ông đã cho biết, ông nói cái giải pháp hiện nay là giữa Nam Bắc Triều Tiên bên bờ vực chiến tranh. Hiện tại Bắc Triều Tiên đã viện trợ vũ khí cho Nga lên tới 1.600.000 viên đạn pháo và chưa tính đến những loại vũ khí khác. Thời gian mà Putin đã ký hợp đồng là với Kim Jong Un trong chuyến đi vừa qua, kính thưa bạn, thì ngay bây giờ họ đã kết hợp và ký kết liên minh với nhau. Không có lý do gì Hàn Quốc không viện trợ vũ khí cho Ukraine, pháo tự hành K9 mà Dư Danh có thưa cùng với tất cả các bạn vừa qua. Vì vậy là tình cảnh này là giữa Nam Hàn và Bắc Triều Tiên bên bờ vực chiến tranh sắp tới. Hiện tại dấu hiệu là Bắc Triều Tiên đã xây dựng phòng tuyến cặp biên giới. Những phòng tuyến cũ trước kia thì đã có, vẫn là ở trong những phòng tuyến kiên cố. Nhưng bây giờ thì Bắc Hàn tiếp tục xây căn cứ tiếp theo sau, tức là nối tiếp theo kiểu cách giống như ở tại Ukraine, những tuyến phòng thủ mà Ukraine mới vừa xây tuyến phòng thủ căn kiên cố. Và Nga cũng vậy, Nga cũng căn xây tuyến phòng thủ kiên cố nhiều khu vực của Ukraine, thậm chí cả Kherson và luôn cả ở Donetsk, Luhansk. Bắc Triều Tiên học theo chiến thuật này để xây dựng thêm tuyến phòng thủ kiên cố và đặt nhiều hệ thống pháo phản lực cũng như luôn cả những vũ khí tối tân tên lửa. Thì theo lời của Tổng thống Nam Hàn, ông cho biết, ông nói nếu như Bắc Triều Tiên muốn châm ngòi cuộc chiến, chúng tôi sẵn sàng và chúng tôi không bao giờ ngừng lại cuộc chiến tranh đó, vì Bắc Triều Tiên đã khơi mào chiến tranh và đe dọa đến vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ phá hủy và tiêu diệt hết tất cả các vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, kính thưa bạn. Thì một trong tin tức đáng buồn cho Hàn Quốc ngày hôm nay về một công ty sản xuất pin bị hỏa hoạn, và hiện tại theo con số báo cáo của đội cứu hỏa cho biết là đã 20 người đã tử vong, tất cả đều là người nước ngoài và còn lại một số người bị thương cũng như một số người đang mất tích, đang tìm kiếm những người này họ ở sót lại nơi nào. Và lửa mới vừa khống chế dập tắt chưa đầy 2 giờ đồng hồ, thì cập nhật tin tức sắp tới chúng ta sẽ xem xét về sự thiệt hại đó là bao nhiêu với công ty sản xuất pin của Hàn Quốc sau một vụ tai nạn hỏa hoạn diễn ra.
thì cảnh sát Hàn Quốc cũng đang mở cuộc điều tra nguyên nhân nào xảy ra vụ tai nạn này. Đó là chi tiết về tình hình ở Hàn Quốc cũng như giữa Nam Bắc Triều Tiên. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại Trung Quốc. Nói đến chuyến đi của Putin đến ký kết liên minh lại với Bắc Hàn, thì Trung Quốc hiện đang bơ vơ, cũng như nói đến việc là Tập Cận Bình, kính thưa bạn, bị bỏ rơi. Thì bài báo Epoch thêm nhận định chia sẻ như sau về sự vụ này và hiện tại trong vai trò của Trung Quốc phải làm gì trước tình cảnh này. Theo bài báo Epoch thêm nhận định cho rằng là giữa Putin và Tập Cận Bình cũng như Kim Jong Un, với ba nhân vật đặc biệt này là Nga và Bắc Triều Tiên, họ không tin tưởng đến Tập Cận Bình. Chúng ta có nhìn thấy cử chỉ hành động của Tập Cận Bình thời gian vừa qua và cho đến nay. Như vậy là Tập Cận Bình chưa bao giờ đến Bắc Triều Tiên, mà chỉ đặc phái viên đến hay là Bộ Ngoại giao đến Bắc Triều Tiên làm việc qua thư từ Tập Cận Bình là viết tay gửi cho Kim Jong Un, cho đặc sứ mang đến cho Kim Jong Un. Nhưng Kim Jong Un thì cũng không bao giờ đặt chân đến ở Trung Quốc, dù rằng có đến một hai lần cũ kỹ. Nhưng dù sao chăng nữa thì Bắc Triều Tiên cũng là đồng minh thân cận lợi giới Bắc Kinh. Và cuộc chiến năm 1000 vừa qua giữa biên giới, kính thưa bạn, thì cho đến bây giờ chính bản thân của Kim Jong Un không tin tưởng Tập Cận Bình, và Putin để ký kết là giới Tập Cận Bình, chính Putin cũng không tin tưởng, mà Putin tin tưởng vào Kim Jong Un nhiều hơn. Vì vậy là Tập Cận Bình đang bị bỏ rơi và Tập Cận Bình đang lo ngại. Tức là cuộc chiến này Tập Cận Bình đang mất dần, Tập Cận Bình không có lợi, vì Putin đã thấy được là ý đồ của Tập Cận Bình muốn chiếm lấy nền kinh tế của đất nước Nga và để cho Nga bị cạn kiệt và thiệt hại. Nhưng Putin phải dùng cọng dây thun để co giãn ở trước tình cảnh ngày hôm nay. Vì vậy Putin chọn Kim Jong Un, là Kim Jong Un hỗ trợ vũ khí cho Nga để mở cuộc xâm lược vào lãnh thổ đất nước Ukraine nhiều hơn nữa. Và cuộc chiến này thì cuối cùng là kẻ có lợi vẫn là Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên không có lợi nhiều hơn, nhưng có lợi về mặt địa chính trị, cũng như các quốc gia khác có thể bớt cô lập cho Bắc Triều Tiên nhờ sự của Nga. Vì vậy tình hình hiện tại mà Tập Cận Bình bị mất vị thế với Nga và đẩy cho đất nước của Trung Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn bất khả nghi, chẳng hạn như Hoa Kỳ ngày hôm nay và cả Hiệp hội châu Âu đang lên án và tiếp tục cấm vận đất nước Trung Quốc từ nền kinh tế và luôn cả quân sự. Nhiều mặt hiện tại thì Tập Cận Bình phải làm gì là giới Putin và Bắc Triều Tiên. Vì vậy bài báo Epoch thêm nhận định cho rằng là chính là Putin đã chia rẽ và hủy bỏ hiệp ước là giới Trung Quốc vì những gì mà Tập Cận Bình đã ký với Putin. Cuối cùng là Nga chọn Bắc Triều Tiên trở thành một đồng minh và một đồng minh kháng khích với nhau. Trung Quốc đang thất bại dần về nhiều mặt. Hiện tại thì chúng ta đang thấy, nói về kinh tế của Trung Quốc trong tuần lễ vừa qua và cho đến nay, hai tuần liên tục đã rơi vào tình trạng bảng đỏ mà Tập Cận Bình phải nói té ngửa, không ngờ được vấn đề này. Còn lại là vấn đề thuế má hàng hóa từ Hoa Kỳ và lẫn cả châu Âu bắt đầu sẽ siết chặt để đánh thuế cao, và Trung Quốc mất đi vị trí. Tập Cận Bình đang tức tối là giữa Putin và lẫn cả Kim Jong Un. Đó là theo bài báo Epoch thêm nhận định chia sẻ với tin tức này. Thì Diêu Danh chỉ cập nhật một lần một phần kính thưa. Còn lại vấn đề tình hình ở Biển Đông, hiện nay như các bạn đã biết là từ đây cho đến cuối năm 2024 này, bắt đầu Trung Quốc sẽ siết chặt về tình hình ở Biển Đông. Cái giải pháp của Trung Quốc hiện tại
muốn siết Biển Đông bằng cách nào nếu siết cùng một lúc không thể lấy được, không thể nuốt trọn được Biển Đông mà Trung Quốc hiện nay đang chơi đến là khúc xúc xích, xe từng đoạn một giống như là lạc xưởng, mỗi một đoạn Trung Quốc chặn một khúc, mỗi một đoạn chặn một khúc và cuối cùng Trung Quốc sẽ hưởng lợi tất cả. Theo lời của Tổng thống Philippines, ông cho biết, ông nói ý tưởng của Trung Quốc, ông đã hiểu, ông đã biết. Ông đã biết từ cái thời kỳ của Tổng thống Duterte vừa qua. Nhiệm kỳ của Duterte là một nhiệm kỳ phá hoại tàn phá đất nước Philippines và dẫn đến đất nước của Phi đang rơi vào tình trạng lũng đoạn về kinh tế và xã hội, mất ổn định, mất cân bằng tất cả mọi thứ. Bây giờ ông phải làm lại từ đầu, ông phải làm lại tất cả từ biển cả và cho đến ở trong đất nước của ông, và tất cả các công ty Trung Quốc ông sẽ hủy bỏ tất cả các hợp đồng và không bao giờ làm lại cũng như không ký kết với Trung Quốc. Đó là theo lời của Tổng thống Philippines, ông đã tuyên bố. Thì chúng ta đã thấy là rõ ràng là Trung Quốc đang chơi với chính sách là cắt khúc như xúc xích. Như sao? Đầu tiên là Việt Nam vẽ lại bản đồ ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, luôn cả bãi Cỏ Mây, khu vực của bãi cảng Caboro của Philippines và ở Pune và nhiều khu vực khác. Tức là Trung Quốc sẽ chia từng đoạn một để siết chặt dòng dây. Để làm gì? Để cuối cùng Đài Loan phải buông tay, và Đài Loan nghĩa là Trung Quốc sẽ chiếm lấy Đài Loan không cần một tiếng súng. Đó là cái giải pháp của Tập Cận Bình đang nêu ra. Bằng chứng cụ thể ngay bây giờ là Tập Cận Bình đang đi nước đôi, giờ thúc đẩy về tình hình chiến tranh từ kinh tế thanh bình chuyển sang kinh tế chiến tranh. Quân đội Trung Quốc bắt đầu gom lại để làm gì? Để đánh lừa thế giới cũng như luôn cả Đài Loan, mà người dân của Đài Loan đang hốt hoảng lo sợ là Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan trong thời gian tới. Nhưng ngược lại, theo báo chí bình luận cho rằng là Tập Cận Bình đi sai nước cờ khi Tập Cận Bình gom quân, là thế giới đang chuẩn bị, luôn cả Hoa Kỳ cũng chuẩn bị điều đó. Vì vậy với những cuộc tập trận của Hoa Kỳ, giả định là lúc nào cũng bảo vệ Đài Loan. Đài Loan là một cái nôi của Biển Đông, mất Đài Loan là Hoa Kỳ cũng mất sân chơi. Vì vậy Hoa Kỳ không bao giờ để cho Đài Loan bị mất bất cứ trên mọi phương hướng, dù cho Trung Quốc có đe dọa Đài Loan bằng cách nào, Trung Quốc cũng không thể nào chiếm lấy được Đài Loan. Mộng ước của Tập Cận Bình bây giờ chơi với chính sách hù dọa này để làm gì? Để cho người dân Đài Loan như vậy là không còn tin tưởng vào thời kỳ nhiệm kỳ của Tổng thống Đài Loan ông Lai Xanh Đức, mà là sẽ nổ ra những cuộc xuống đường biểu tình, đặc biệt nhất là những quốc gia tự do. Đài Loan hiện đang đại diện là tự do độc lập, vì vậy người dân có quyền xuống đường biểu tình, không giống như Tàu Cộng nếu mà ở tại đất nước Trung Quốc mà xuống đường lạng quạng là chết chắc đó, kính thưa bạn. Không giống như Đài Loan, người dân Đài Loan được quyền xuống đường, được quyền đòi hỏi những gì từ chính quyền của Tổng thống Lai Anh Đức để lo cho người dân và nhiều vấn đề khác. Hiện nay vì vậy là Trung Quốc đã đi sai nước cờ, Trung Quốc đang bị thất thế ở trước tình cảnh mà Hoa Kỳ cũng như luôn cả Hiệp hội châu Âu đang cấm vận Trung Quốc nhiều hơn nữa. Trung Quốc ngay bây giờ không còn tin tưởng về vấn đề Hoa Kỳ trên mọi phương hướng, nói đến về việc bầu cử sắp tới của năm 2024. Cuối năm thì bầu cử ở tại Hoa Kỳ, nếu như cựu Tổng thống Donald Trump ông tái đắc cử thì xem như Tập Cận Bình cũng hút cháo rùa và không có phương hướng nào, mà Đài Loan sẽ là kiểm mạnh nhiều hơn nữa. Những gì từ lời của cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump ông đã nêu ra vừa qua và cho đến hôm nay. Vì vậy cái giải pháp ở tại Đài Loan, tức là Tàu Cộng không dám tấn công, nhìn qua chiến sự cũng như những cuộc mà Tàu Cộng đã đe dọa Đài Loan thời gian vừa qua và cho đến hôm nay, với sức mạnh quân lực của Trung Quốc có đủ sức để tấn công Đài Loan nhưng không thể tấn công được, vì Đài Loan thủ vệ khó công. Nếu nói một cuộc chiến nổ ra thì Trung Quốc sẽ thiệt hại con số vô số kể, và cuộc chiến dẫn đến một cuộc chiến tranh đề tâm thế chiến bùng nổ. Trung Quốc hiện đang ước tính đến giải pháp nào được kiện toàn giờ chiếm lấy được Đài Loan và không đổ xương máu
theo ý tưởng của Tập Cận Bình là người ta đã biết điều đó. Vì vậy, giới bài báo phân tích về đất nước Trung Quốc trong năm 2024 hiện đang diễn ra. Thì bây giờ cái tình cảnh ở tại đất nước Trung Quốc nói vấn đề việc sinh sản, kính thưa bạn, thì đang lụng bại. Đang lụng bại là Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển âm dân số, là âm một con số đáng kể chưa từng có. Và tính đến vào thời điểm hiện tại này, Bộ Tài chính của Trung Quốc đang báo cáo cho biết nói trong năm 2024, chỉ từ nghĩa rằng là 6 tháng nay, nửa năm là Trung Quốc đã mất đi đến là 15.000 triệu phú của đất nước Trung Quốc. Không biết họ đi đâu, về đâu, và tất cả tài sản của họ biến mất không còn nữa. Vì vậy, luôn cả người cũng đi mất tiêu luôn. Vì vậy là Trung Quốc đang thất thoát một cái khoản tiền khổng lồ để di chuyển rời khỏi đất nước Trung Quốc và luôn cả tỷ phú của Trung Quốc. Đó là một trong tin tức ở tại đất nước Trung Quốc trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Việt Nam ở ra sao, cũng như chuyến đi của Phạm Minh Chính đến tham dự diễn đàn kinh tế ở tại tỉnh Liêu Ninh thuộc cảng Đại Liên. Thì ngày hôm nay Phạm Minh Chính đã lên đường để chuẩn bị cho cái ngày ngày mai để bước vào cuộc hội nghị và nhiều tình tiết khác. Nhưng lần này người ta đặt câu hỏi rất nhiều, tại sao là Tô Lâm không tháp tùng cùng Phạm Minh Chính đi, hay là Tô Lâm sẽ đến để tham dự diễn đàn kinh tế này qua lời mời của Lý Cường và nhiều quốc gia khác, cũng như cuộc họp này có thể nói lên tới là 400-500 người ở đại diện cho nhiều tập đoàn và nhiều quốc gia đến tham dự diễn đàn kinh tế ở tại cảng Đại Liên. Thì lý do nào mà Tô Lâm không đi? Người ta cho rằng là vai trò của Tô Lâm thì không phải là vai trò về thủ tướng, về vấn đề ngoại giao, về kinh tế. Nhưng ít ra thì Tô Lâm cũng phải có mặt để tháp tùng, vì Tô Lâm là người mới mẻ nhất, cũng như mới vừa nhậm chức ở chức chủ tịch nước, cần phải có mặt mũi, cần để nhiều người biết đến, kính thưa bạn. Nhưng Tô Lâm thì chỉ bởi giỏi bắt người và đe dọa đến người dân Việt Nam, chứ không phải là Tô Lâm, cái vai trò của Tô Lâm là lên để làm diễn đàn kinh tế hay là để nói chuyện với nhau. Tô Lâm giỏi nhất là ăn bò giác vàng. Vì vậy cái bản mặt của Tô Lâm không thể đến tham dự, làm mất mặt Phạm Minh Chính và mất mặt luôn cả Việt Nam với cái chức chủ tịch nước, mà Tô Lâm đành phải trốn ở lại nhà. Đó là theo người ta bình luận về nói vấn đề Tô Lâm vắng mặt và không tham dự diễn đàn kinh tế ở tại đất nước Trung Quốc qua lời mời của Thủ tướng Tào Cộng Lý Cường, kính thưa bạn. Hiện nay các bạn thấy về kinh tế Việt Nam trong những ngày qua và cho đến hôm nay thì nhiều báo chí bình luận rất nhiều xôn xao sau khi chuyến đi của Putin rời khỏi Việt Nam. Thì nhiều phái đoàn từ Hoa Kỳ, Úc và luôn cả Hiệp hội Châu Âu đến Việt Nam. Vai trò của Việt Nam như thế nào và Hoa Kỳ hiện đang năng nổ là với thế giới là Việt Nam là một trong quốc gia nghĩa là đã ký kết toàn diện là với Hoa Kỳ trong những ngày qua và cho đến bây giờ. Thì cái chuyến đi của Phạm Minh Chính đây mới là chuyến chết với những gì mà người ta đang nhận định hôm nay. Diễn đàn kinh tế này, vai trò của Việt Nam ở khu vực châu Á rất là quan trọng. Nhiều quốc gia cần đến Việt Nam để làm gì? Để kìm chân Trung Quốc và không cho Trung Quốc bành trướng ở khu vực châu Á, đặc biệt nhất là Thái Bình Dương, tuyến đường hàng hải quốc tế. Và nếu như mất vị thế của Việt Nam thì Tàu Cộng sẽ nuốt trọn ở Biển Đông, ở khu vực châu Á này không còn nữa. Vì vậy Hoa Kỳ bắt buộc phải có sự trao đổi với Việt Nam, với củ cà rốt mà Việt Nam đang cầm lấy hiện tại ngay bây giờ. Thì Việt Nam và Trung Quốc luôn cả Nga như sao? Theo đặc sứ của Hoa Kỳ nhận định cho rằng hiện tại là Putin đã mất vị thế ở Việt Nam và Việt Nam chỉ hứa cụi. Bằng chứng cụ thể như bài báo của Anh Quốc nhận định cho rằng giữa lúc Putin lên đường đi về không kèn không trống mà là âm thầm bỏ trốn khỏi Việt Nam. Kính thưa bạn, nhiều chuyện người ta đã bình luận
rất nhiều xôn xao về chuyến đi của Putin. Vì vậy, trước tình cảnh này, Việt Nam đang tìm vị thế, đặc biệt nhất là Hoa Kỳ và lẫn cả châu Âu, tìm nguồn lực vũ khí, luôn cả Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện tại thì nói là quốc gia của Hàn Quốc bán vũ khí cho nhiều quốc gia, nhưng với Việt Nam thì Hàn Quốc chưa bán. Chưa bán những loại vũ khí nào, đặc biệt ngoại trừ Do Thái thời gian vừa qua. Nhưng tình cảnh ở tại đất nước Do Thái hiện đang chiến tranh và vũ khí cũng không có thể cung cấp đủ cho Việt Nam. Vì vậy Việt Nam bắt buộc phải tính đến là chính sách cây tre, nghĩa rằng là gió bên nào ngã theo chiều đó, có lợi tất cả cho Việt Nam. Nhưng tương lai của nó là vấn đề Tàu Cộng sẽ ép Việt Nam đi đến là kết cục của nó rất là thê thảm cho Việt Nam. Theo những gì người ta bình luận về tình hình đất nước Việt Nam với chuyến đi của Phạm Minh Chính tham dự diễn đàn kinh tế này, còn lại vấn đề Campuchia và Việt Nam, như vậy là Việt Nam sẽ gặp Hun Manet ở tại diễn đàn kinh tế này. Và Việt Nam có nêu ra vấn đề gì để con kinh đạo Phù Nam Techo hay không, mà Hun Manet đã tuyên bố bắt đầu sẽ khởi công vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Vì vậy, với chính sách của Việt Nam, tức là đã thất bại hoàn toàn theo những gì người ta nhận định về tin tức đặc biệt về chuyến đi của Phạm Minh Chính, thì chúng ta cũng chờ xem những ngày sắp tới như là Phạm Minh Chính đến diễn đàn này sẽ nói những gì và Việt Nam có lợi được những gì ở tại diễn đàn ở rằng Trung Quốc đã tổ chức diễn đàn kinh tế thế giới ở tại cảng Đại Liên này. Hiện nay thì phía của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố về chính sách của Việt Nam với diễn đàn kinh tế này. Một vấn đề đối ngoại của Việt Nam về kinh tế với nhiều quốc gia tổng hợp, và bên cạnh đó ưu tiên hàng đầu là đất nước Trung Quốc. Giữa nền kinh tế hai quốc gia đã ký kết ở cao ở cái thấp, nghĩa là cái tầng tháp của Việt Nam. Vì vậy là Việt Nam sẽ bị lệ thuộc về kinh tế của Trung Quốc nhiều hơn nữa, mà các quốc gia khác họ không thể gia nhập cũng như hỗ trợ cho Việt Nam. Đó là chi tiết về chuyến đi của Phạm Minh Chính sắp tới đây. Chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới Việt Nam sẽ làm gì ở vai trò này và tiếng nói gì từ Phạm Minh Chính. Dân thì Vô Danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Vô Danh. Vô Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn, vui vẻ khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.